Vâng. Chào các bác nha. Bây giờ là hôm nay là ngày điều trị thứ hai của mấy chú cún ở clip trước mà tôi đã đăng tải. Như các bạn biết đấy, nó đã bị nôn, ỉa ra máu. Đấy. Vậy ngày hôm nay tình trạng của ngày hôm nay đây. Trông những chú cún có vẻ tươi tắn hơn và tôi thấy cũng sức khỏe cũng bắt đầu dần ổn định. Đây, hôm qua là này, đấy, một con phân sống này, con này ỉa ra máu này, đấy, hôm qua là ra máu tươi nhá, nhưng mà nay đỡ hơn rồi, nay ra máu hồng hồng nhạt nhạt, đấy, nói chung là đỡ hơn hôm qua rồi. Qua thì tôi tiêm lúc 3 giờ chiều, còn bây giờ là 6 giờ sáng. Chiều hôm qua một mũi và hôm nay bắt đầu lại tiêm lại. Đấy. Con nào không nôn nữa thì chúng ta không cần phải tiêm chống nôn. Đấy, bài cũ này, thịt nước sôi này. Đây là chống nôn nhá. Tháng này thả chó ra cho đi đái thì ra cái nó bắt con. Mất rồi, cái mẹ này bị cô mất à? Bắt luôn con câu. Thế á? Bố nhìn thấy cười chạy. Quá tao thấy con chó đi canh nó, thế nó vô gọn. Nó bắn cái gì kiểu bắn. Như mẹ tôi vừa nói, vừa rồi nhà bác, nhà chú hàng xóm bị bọn cẩu tặc nó bắt có một con chó rồi. Thả ra cho đi đái đi là nó sẽ vồ ngay. Bắt đầu tiêm hai con nặng nhất. Tiêm con nôn trước. Hai con này. Ê, nóng quá. Ê chà. Nay khi là thiếu thuốc thì phải đi mua. Con đen kia ỉa ra máu. Ôi thôi chết rồi. Cái này thì được có một con rồi. Không à. Tiêm liều, tiêm cao cao tí. 1 ml này, lợn này, 5 kg thể trọng này. Tiêm liều cao tí thì nhanh khỏi. Những con bệnh nặng thì không tiêm nhanh thì có thể nó sẽ chết. Mình cứ tiêm nặng một tí không sao cả. Bắt đây này. Thế nó lên đen. Này là ỉa ra máu này. Được tiêm trước. Tôi cầm đang tay luôn. Bắt bắt ra ngoài. Tiêm nhá. Này không nôn nữa nhỉ? Bây giờ chị ỉa ra máu thôi. Cái này tiêm là vitamin. Nhìn này đít này ỉa ra máu. Tiêm là vitamin K này. Đúng rồi đó không? Nó đấy, con này lấy máu. Cố lên nhá. Cố lên mà khỏi bệnh. Vitamin K khi chọc ra là nó bị lẫn mà lẫn thuốc. Thuốc còn đồ đúng được cho một chú cún. Bóp bóp nó tan thuốc. Hết thuốc rồi.
Con nói là thôi. Không, mùi thuốc bổ nữa. Thuốc bổ nữa. Năm chó nhổ thang cũng tìm cái này để khỏi. Trời ơi, chết hết. Không, cái quán nào mà Long Linh nó bảo là cứu được của mình. À, ừ. Cũng tìm tớ phải. Ừ, nó bị đi ở ra máu. Nó sẽ xong lại bán được. Ừ, tiêm đi, sống hết. Không có nào chết được. Cái đàn không tiêm phòng thì chết. Bác lưu ý nhá. Chó mà không được tiêm phòng là nó không có kháng thể. Là tỷ lệ cứu nó sẽ thấp hơn những con được tiêm phòng rồi nhá. À, bây giờ tôi lại phải đi mua thuốc tiếp đây. Mua thuốc về tôi lại quay tiếp nhé.